Chào mừng các anh chị các bạn đến với series video hướng dẫn kinh doanh và marketing bán hàng cho ngành hàng làm đẹp. Cụ thể ở đây là ngành hàng làm đẹp, nó gồm có spa, thẩm mỹ viện, salon, kinh doanh mỹ phẩm. Vâng, tên tôi là Nguyễn Phan Anh, hiện là giảng viên đại học của một trường đại học lớn tại Hà Nội. Tôi đã có 15 năm công tác tại trường đại học và cũng có từng đó thời gian đi làm đào tạo cho các doanh nghiệp cũng như là các tập đoàn và những cái bạn khởi nghiệp cá nhân làm kinh doanh online. Và kênh YouTube của tôi là kênh PA Marketing. Các bạn đang xem đó, đúng không ạ? Website là PA Marketing. PA có nghĩa là Phan Anh. Vâng. Facebook của tôi là có tích xanh là facebook.com/phananhonline. Sược Phan Anh Online, số điện thoại là 0989623888. Và loạt video này thì tôi sẽ chia sẻ một vài những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, những cái quy trình nho nhỏ để giúp cho các anh chị và các bạn có những cái nhìn, có những cái kinh nghiệm, có những cái hướng đi trong lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực marketing của ngành hàng làm đẹp, bao gồm là mỹ phẩm và spa. Vâng. Thì đây là phần thông tin của tôi vừa giới thiệu với mọi người. Tôi thì tốt nghiệp thạc sĩ chương trình MBA của Cộng hòa Pháp, tốt nghiệp thạc sĩ chương trình luật của Đại học Luật Hà Nội. Mà các bạn biết rồi, học luật thì chắc chắn là cử nhân phải là cử nhân luật. Vâng, mà học MBA thì của tôi cũng là cử nhân phải là cử nhân về kinh tế. Và hiện nay thì tôi cũng đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ 3. Và cũng đang công tác tại một trường đại học như tôi vừa hướng dẫn, giới thiệu. Vâng, thì tôi cũng có một số những cái kinh nghiệm. Tôi cũng có một số kinh nghiệm khởi nghiệp về thời trang, làm giảng viên đại học và đào tạo cho doanh nghiệp các cá nhân, đào tạo về Facebook Marketing tương đối là đình đám, tương đối là sớm. Và kinh doanh online, và đã tư vấn cho rất nhiều các thương hiệu, rất nhiều các chủ shop, các cái tập đoàn, và chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo Google, và bây giờ là chạy quảng cáo TikTok cho khách hàng cũng rất là nhiều, chi tiêu hàng trăm tỷ tiền quảng cáo. Vâng, và khi mà đào tạo trực tuyến thì tôi có là giảng viên đào tạo trực tuyến của các nền tảng như là Kina.vn, Edumo, Unica, VNL, vân vân. Vâng, thế thì các bạn phải hiểu rằng là tôi đã có từng đấy năm kinh nghiệm, nên là tôi cũng làm những cái video này để chia sẻ với mọi người và để hướng dẫn cho mọi người. Thế thì các bạn có thể học được những cái gì trong cái series video này? Ví dụ như là chiến lược lựa chọn sản phẩm và dịch vụ phù hợp, và nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu thị trường, đúng không ạ? Nghiên cứu về sản phẩm, về dịch vụ, về đối thủ, vân vân. Tiếp theo là nghiên cứu vào khách hàng và lựa chọn các cái phân khúc khách hàng tiềm năng. Đấy, các cái cách để khởi nghiệp kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh spa. Đấy là hai cái mảng chính mà mọi người sẽ làm rất nhiều. Thiết kế cửa hàng, cửa hiệu, rồi thì hạch toán, tài chính, tính điểm hòa vốn để làm sao mà không bị sai lầm, không bị thua lỗ. Một số những cái vấn đề, nỗi đau mà những người làm kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh spa thường đang gặp phải, kinh doanh các giải pháp làm đẹp thường đang gặp phải là gì. Từ đó thì chúng ta sẽ đưa ra những cái kế hoạch, đưa ra những cái quy trình, những cái cách thức để làm sao mà tìm kiếm được khách hàng, tăng trưởng được doanh số bán hàng. Đó, thì toàn bộ cái series tôi sẽ làm là như vậy. Thế thì những người mà nên theo dõi cái video này, đó là các cái chủ spa, thẩm mỹ viện, các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, những người mà chuẩn bị nhập hàng mỹ phẩm từ Hàn Quốc, từ Nhật Bản, hoặc là gia công trong nước, làm các cái salon vân vân, có thể tham khảo. Tất nhiên nó cũng không thể nào phù hợp với cho tất cả mọi người được. Ở đây thì là theo cái tư duy, theo cái mạch suy nghĩ của tôi thì tôi đưa ra một số vấn đề. Thực tế thì các bạn có thể gặp phải nhiều vấn đề hơn, hoặc là vấn đề của các bạn gặp phải là khác với vấn đề của tôi. Thì từ đó là các bạn có thể comment
Các bạn có thể inbox để mà trao đổi với giảng viên để tôi có thể làm thêm những cái video khác. Vâng. Ví dụ như là các bạn làm phân phối trong sản phẩm mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp, đấy. Hay là bạn muốn mở spa, bạn muốn tham gia vào hệ thống của các boss mỹ phẩm, bạn muốn bán thực phẩm chức năng, đấy, vân vân. Hoặc là những người làm marketing, làm giám đốc marketing, chuyên viên marketing, làm trong lĩnh vực làm đẹp. Vâng. Ok, thì đấy là một vài cái lời khuyên, một vài cái đối tượng mà các anh chị thấy rằng là nó phù hợp với mình. Tài liệu hỗ trợ cho quá trình học tập thì bao gồm slide, slide này các bạn đang xem, video, video này thì các bạn đang thấy là tôi đang giảng, bản cứng, tài liệu, các chương trình coaching 1-1. Vâng, coaching 1-1 ở đây có nghĩa là tôi sẽ hỗ trợ cho mọi người, tư vấn cho mọi người và thực hiện các cái chiến dịch marketing dành cho học viên. Đấy. Các cái dịch vụ hỗ trợ trong và sau khóa học thì bao gồm là tư vấn, đồng hành, đưa ra các giải pháp, hợp tác cùng nhau bán hàng, thực hiện các cái chiến dịch liên quan đến hình ảnh, video, ví dụ như chụp ảnh sản phẩm, chụp quay video, làm TikTok, làm Reels, làm Short cho mọi người, xây dựng thương hiệu, đồng hành cùng cam kết để tăng doanh số. Cam kết của giảng viên về khóa học đó là chúng ta sẽ nắm bắt được một số những cái tư duy, kiến thức và kỹ năng nhất định trong lĩnh vực kinh doanh ngành làm đẹp, bao gồm là spa và thẩm mỹ, mỹ phẩm. Đấy là những cái sản phẩm và dịch vụ chủ đạo của ngành này. Thực hiện được các cái kỹ năng bán hàng tốt và các công cụ quảng cáo, xây dựng thương hiệu cho cá nhân mình và phát triển các cái loại hình inbound marketing và outbound marketing. Tất nhiên là các cái chị em làm đẹp thì bây giờ làm hình ảnh cá nhân rất là tốt, nhưng mà lại không tập trung vào xây dựng chất lượng sản phẩm, rồi sản phẩm thì cũng ăn sổi ở thì, rồi hợp tác với rất nhiều những cái người mà hô hào rồi bán thu hút mọi người vào hệ thống, nhưng mà thực tế là sản phẩm nằm trong hệ thống không thoát ra khỏi hệ thống được, thế là rồi một thời gian nó sẽ chết. Vâng. Thúc đẩy tăng trưởng doanh số bền vững, xây dựng thương hiệu cho nhãn hàng và cho chủ những người làm kinh doanh, các chị em, đấy, gọi là nhân hiệu. Thì đấy là một số những cái lời khuyên của cái đầu tiên video tôi giới thiệu về một cái khóa học là kinh doanh và marketing cho ngành làm đẹp, cụ thể là spa và các sản phẩm mỹ phẩm. Ok, thì hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài tiếp theo. Xin chào.